Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, Mai Quỳnh đang có mặt tại thị trấn Cần Đức ạ. Thì ở đây là ngay ngã tư đường phía trước mặt của các cô chú anh chị, đó là đường vô quỹ ban. Đường ngay chỗ này là xe rất là đông, và bây giờ Quỳnh muốn băng qua đường nhưng mà rất là khó khăn, xe nhiều quá không có dám qua, phải chờ cho xe người ta đi qua bớt trống bớt rồi mới qua được. Và cái mình thấy là rất là nhiều, giờ này xe còn đông bởi vì người ta giờ này người dân còn đi làm, một số là đi làm rồi người đi chợ thì xe rất là tấp nập. Dạ phía trước mặt mọi người ở đây là công viên của thị trấn Cần Đức ạ. Bên đây một điểm và mé bên kia có một điểm nữa, thì công viên này có những ở đây có những cái dụng cụ để tập thể dục thể thao, thì những cái người đặc biệt là những người lớn tuổi á, buổi sáng sớm hoặc có khi là buổi chiều mát thì họ hay ra đây để tập dưỡng sinh, tập thể dục nữa. Công viên có nhiều cây rất là mát, mọi người có thể đi bộ rồi có thể là vui chơi trong đó. Và trong công viên trước mặt của cô chú anh chị đây là có một cái khu vui chơi dành cho trẻ em, thì cái dịch vụ đó là chỉ mở vào lúc 4 giờ chiều thôi ạ. Thị trấn Cần Đức bây giờ đã khác xưa rất là nhiều rồi các cô chú anh chị, là bây giờ thì hiện đại hơn rất là nhiều. Và các cô chú anh chị thấy ngay ở thời điểm này mà ngay chỗ cái cây ATM á của ngân hàng nông nghiệp nông thôn nó rất là đông, mọi người còn phải đứng xếp hàng để chào tới lượt mình. Dạ còn ở phía trước đây á là chỗ này là viện bảo tàng của huyện ạ. Xe rất là đông luôn, bây giờ ở Quỳnh muốn sang đường mà không dám đi luôn. Xe rất là nhiều. Tại vì á mà ở đây là có hai hướng, đó là hướng từ ở bên dưới này lên, đó là mọi người á đi trở lên hướng đi lên thành phố Hồ Chí Minh, và ngược lại hướng bên kia đó là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về ngang qua thì về thị trấn Cần Đức và đi các tỉnh dưới bên các huyện thị xã Gò Công, cũng người ta cũng phải đi ngang qua quốc lộ này. Dạ đây gọi là quốc lộ 50 ạ, đường nối giữa tỉnh Tiền Giang, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Đây có một chiếc xe hơi chạy ra nhưng mà xe đông quá, người ta cũng vẫn chưa qua được được. Dạ Quỳnh xin kết thúc clip ở đây, xin chào các cô chú anh chị và chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ và ấm áp ạ. À.